Ôi, không gian tâm lý ở đâu đấy? Con sẽ cho thấy con. Con sẽ rồi, không phải thế nhé con nhé. Chỉ mình làm việc thật là chậm chạp thôi, nhưng hôm nay không kiểm soát được. Để con nhìn thấy đây là gì đấy? Đây là cái gì đấy? Áo, đúng rồi, đây là cái gì? Cái gì đấy? Áo, đây mà, đây chỉ mà. Áo, đây là cái quần. Đây là con gì? Con gì? Thì đây là con gì? Đây là con thỏ. Con gà. Đây là con gì? Con gì đấy? Đúng đây. Đúng rồi. Thì con gì đây? Đúng rồi. Con này con gì con? Yeah.
cái con thấy không, mẹ làm đến đâu là sạch sẽ đến đấy đấy. Con dán, con dán, con làm đến đâu trên sạch sẽ biết. Cô Trang á, con nhắn tin cho mẹ có việc gì. Cô Trang á, có ông mẹ bạn Xu ấy. Ôi, con dán đây, con này ở đó các bạn luôn đúng không? Cô ấy nhắn tin cho mẹ, cô bảo là lúc mà mẹ rỗi thì nhắn lại cho cô, là mẹ nhắn không thì cô phải ra mà. Mà bơi con dán vào đây mà. Cô Trang á, cô Trang bạn Su à? Cô Trang mà mẹ bạn Su á, con nhớ không? Cô Trang trở lại dạy các bạn. Dạ, làm sao? Bà yếu nha. Nhớ chân đây. truyền cành hót này
phải bắt con ngược mà mình tưởng nó là làm
4, con hãy tìm kết quả nào con đây. Quay mẹ bảo quay đầu về phía này cho sáng. Thì con hãy nhắc lại cho mẹ nhé, là đầy đủ là 1 cộng 4 bằng 5 nhá. À, quay về đằng này nhá. Được chưa con? Mắt chưa? Bây giờ mẹ đọc tiếp nhá. 2 cộng 3 bằng 2 cộng 3 bằng. Con tra đi, con tra kết quả đi. Con ngồi ở đây con tra cho dễ. 5. Con hãy nhắc lại là 2 cộng 3 bằng 5. Rồi, mẹ mời con ngồi đây. Con ngồi đây. Em Bơ ngồi bên cạnh này để quan sát chị học nha. Nào bây giờ mẹ để đọc tiếp nha. 3 cộng 3 bằng 3 cộng 3 bằng 3 cộng 3 bằng bằng mấy rồi bác? Cái này con hút ra là không theo bảng học đâu. Nào nào, chỉ cho mẹ nào. 3 cộng 3 bằng số cao hơn một chút nha. 4 cộng 3 bằng ôi à, thêm Bơ lên dọn sách vở với dọn đồ chơi đi xong rồi mẹ đấy. Đúng rồi, tiếp nha. Lại đến cặp số 5 này. 5 cộng 4 bằng 5 cộng 4 bằng 9. Wow, sao con nhìn nhanh thế, con không cần phải đưa tay đi con cha. Ví dụ như mẹ dọn phải như này. 5 4 bằng 9. Đây con chẳng cần đưa tay luôn. Cái gì này con đọc luôn kết quả thôi. Bây giờ mẹ hỏi tiếp nha. 6 cộng 2 bằng 8. Ui, cái mẹ hỏi tiếp này. 6 cộng 5 bằng 10. Yeah. Ôi sao đấy? À, sách này nó không xoãi à? Đấy, mẹ để như này được rồi. Rồi, bây con cất nút quyển kể chuyện cho bé từ mầm non. Ai mẹ đã hỏi tiếp nha. 6 cộng 2 bằng 8. 1 à 7 cộng 3 bằng 10. Đúng rồi. 7 cộng 5 bằng 7 7 mà, con nhìn thấy số mấy? 7. Ủa, đây số mấy hả nàng? 2 2 bao nhiêu? Con buồn. Con buồn này, mày làm cho con buồn hơn này. Buồn ấy. Ô con, nào, trả lời nốt rồi chúng mình kết thúc nào. 7 cộng 5 bằng 7 cộng 5. Con tra đi, nếu mà con không có mẹ được, từ từ nào, thêm con cộng cho mẹ nào. Đây này, đây nhá, đây số 7 đúng không? 7 này, đóng xuống này. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi tiếp, mẹ hỏi tiếp. 7 cộng 8 bằng 3, 3, 3, 3, 3. Tiếp nha, 8 cộng 3 bằng 11. Rồi, 9 cộng 2 bằng 9 cộng với 2 thì bằng đâu, 9 đâu, số 9 đâu? 53 điểm. Số 9 đâu con? Số 9 đâu con? Số 9 đâu? Số 9 đâu? Số 9 đâu? Bò con cá đâu? Cô. No. Cô.
Kêu. Giờ ông. Giờ. Rồi. Giờ. Đờ ai đau liền. Đờ. Rồi. Rồi. Đậu cô ve.
cho mẹ nhìn với. À, cái này hơi bị khó, con nhìn một chút, nhưng đây chính là rau salad đấy. Củ gì bên cạnh tay con đấy? Đây, rau salad. Salad. Củ gì à con? Củ gì mà mỗi lần tao mắm mẹ cho vào nhỉ, mà con bảo là mẹ đừng cho vào, cay lắm, nó không ăn được. Củ gì nhỉ? Hành. No. Toi hỏi. Đúng rồi. Đúng luôn. Đấy là cây tỏi tây đấy. Rồi, con gần như là biết hết tất cả ở đây rồi. Wow, thấy phương tiện giao thông chăng? Phương tiện giao thông bây giờ nhá, chỉ cho mẹ là. Ai phương tiện giao thông? Phương tiện giao thông. Bây giờ chỉ giúp mẹ xem. Chỉ giúp mẹ xem phương tiện nào là phương tiện giao thông hàng không nào. Đường hàng không nào. Tiêu. Có mấy cái hả con? Có mấy cái hàng không đấy? Một, hai. Rồi, thế bây giờ phương tiện giao thông đường bộ nào? Một. Chỗ nào để mà học của con? À, còn trang số đếm nè. Đi đến số đồ
này mình chưa học nè, bao nhiêu? Học dưới đến hết rồi mẹ. Sau này mình đã học không? Học. Đúng không? Sau này mình vẫn chưa học. Sau này là học về màu sắc này. Cơ bản là các màu con mẹ phân biệt được rồi ấy. Chỉ giúp mẹ nào. Hãy chỉ giúp mẹ màu đỏ nào. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu xanh nước biển, màu xanh lá cây. Màu nâu, màu nâu, màu đen, màu cam. Màu tím. Màu xám, màu hồng, màu đỏ, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Bây giờ nhá, mẹ sẽ đọc hồng. Màu, mẹ sẽ đọc màu tiếng Anh, còn con sẽ chỉ màu, ok không? Yes, 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 yes. Yellow, yellow. Ok, Lily, good job. Red, red. Yes, black. Black, black. Ok. Sao mẹ có chỉ nước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À, mẹ đi theo thứ tự để cho con. 6, 7, 8, 9, 10. Mẹ không đi theo thứ tự để cho con không chỉ theo thứ tự mà. Pink, pink. Pink là cái gì nữa? Pink, màu hồng ấy. Brown. I see something brown. Brown. Yes. Green. I see something green. Green, 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 green. I see something green. Okay. I see something green. Orange. 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 Có ra cam ấy. Con buồn ngủ chưa? 10 giờ rồi đi ngủ ấy. Mới buồn ngủ ấy. Muốn phải làm á. Ừ, được rồi, thì tí nữa lên giờ. Yeah. Con thay bộ quần áo ra đi. Dạ mẹ, em để con ra ngồi với con chuẩn áo. Ờ, con chuẩn bị quần áo. Còn váy hả con? Ừ, mà váy cho xinh. Nhanh 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 rồi đi ngủ nhé, đi đè đi. Ngủ con ơi, con không cuộn thả với mẹ à? Con ơi. Từ hôm qua hả chi? Từ buổi sáng. Từ buổi sớm. Vâng, sao mẹ có thể có đánh răng đâu. Hôm nay, con cắt cá phụ đi. Con có thể để cái đồ chơi kia lên đúng vị trí mẹ vẫn để không? Con. Đấy, cẩn sách kia nữa. Hôm nay em ngủ sớm nếu mà con thích mẹ có thể đọc truyện cho con nghe. Con thích nghe truyện không? Hả? Ok, thế mẹ đọc em rồi mẹ đọc truyện cho con nghe nhá. Con đây con thay quần áo đi nhá. Chị ơi, thay quần áo ngắn tay đi ngủ cho mát này. Con để cái đồ chơi con để cái. Con đây cái tàu hỏa này để trên giá đi. 10 giờ rồi đấy, đi ngủ nhanh em. Con để ý đồng hồ rồi, thức mải. Dạ con học cái này. Hôm nay cái quyển này, cái bài này con học được hết rồi đấy. Mà mẹ mua được hết. Bây giờ ai là thành bài cũ rồi con quận nó đấy. Đừng quận con, để cho em học. Con này. Con.
con đừng cuộn nó, con để cho em học. Không cuộn nào vừa đâu. Không đừng cuộn, em còn học mà. Cuộn đấy. Con biết rồi thì lúc nào con dỗi con dạy em nhé. Con nhé. Con cuộn. Đừng cuộn hỏng hết, hỏng hết đi tranh của mẹ. Okay, em ngủ rồi, bây giờ con muốn đọc sách hay là muốn đọc cái gì con lấy nhẹ nhàng thôi, không con tay quần áo đi. À, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Lúc mới ngủ thôi nhá. Thế sau thôi nhá. Hôm nay mát trời này còn mắt mẹ bật điều hòa nữa.